đèn kéo tới mưa luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con đến đây con đã đủ nguyện rồi, và đồng thời con xin làm cái phép nhỏ nhỏ để mở phong ấn cho ông bà, nếu thực sự là sơn bà bị quen hoặc là bị tội gì đó thì cũng xin mở phong ấn, tại vì đã quá lâu rồi, xóa đi những cái gì mà thầy trái cho ông bà tao được ra siêu thoát, là một triệu bạc. Trời, phải nói là anh vừa tới để mà khách nha, cũng như là cầu xin để mà giải phong ấn cho ông bà khi mà nghe được giống như là bị phong ấn của cô chú anh chị. Thì vừa xong thì quý cô chú cũng đã thấy nè ha, điện thoại thì em quay nãy giờ em không có cắt khúc nào luôn, mưa rõ ràng này quý cô chú anh chị, mưa là có khói bốc lên kìa, thấy không đúng rồi quý ơi, có khói bốc lên đó, trời khói đâu chứ một lần đó. Hay là ông bà tặng hưởng nha, ngồi dưới tay lên ta nè, đó bà lên đó, đây ở đây nhìn rõ ràng nè, đúng rồi không biết là trong camera có quay lại được không. Dạ, em Quý TV xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Dạ, kính thưa quý vị, hiện tại Quý đang có mặt tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Thì hôm nay Quý đến khám phá và ghi hình của một câu chuyện của hai ngôi mộ cổ đã bị phong ấn hơn 300 năm nay và bị xiềng xích quý cô chú anh chị. Thì câu chuyện rất là ly kỳ. Thì hôm nay Quý đi đến cũng như là Quý cũng như là nhờ một anh địa phương biết đến câu chuyện, cũng như là muốn để chia sẻ câu chuyện thật hư câu chuyện như thế nào để cho tất cả quý cô chú anh chị cùng em được biết hơn. Thì mời cô chú cùng em để mình hỏi thăm người anh trong địa phương về câu chuyện hai ngôi mộ bị xiềng xích nha quý cô chú anh chị. Dạ em chào anh ạ. Dạ anh ơi, anh tên gì, bao nhiêu tuổi ha? Nguyễn Văn Thành, nay 47 tuổi. Dạ em chào anh Thành. Thì ngày hôm nay em cũng biết đến được ở đây có hai cái ngôi mộ cổ cũng khá là linh thiêng hả anh ha. Dạ thì cũng được ông bà xưa chia sẻ lại là cái này là thời vua Gia Long của chúa Nguyễn Ánh đúng không anh? Coi như cái mộ này đúng chính xác là đó là ông vua Gia Long mà ông chạy giặc bị xiêm dân xiêm quánh, đó là đây là coi như là bà ông Tam Bà Tăng là ông hội đồng ở đây. Dạ. Là coi như là chủ điện ở đây á. Dạ. Là xong đó là mấy gửi cái áo mão khăn đai gửi cho ông Tam Bà Tăng này. Dạ. Nói rồi sau này là ông Tam Bà Tăng chết rồi, rồi tới sau đời con của ông Tăng này á là mấy đem cái áo mão khăn đai này nè là mấy ra ngoài đồng ruộng coi dân mần ấy, rồi ta mới nói vậy, cái ông con của bà Tăng này mới nói là chừng nào các đó lợi ra thì vui long mới phục quốc được. Dạ. Sau vui long phục quốc lại nghe nói câu phạm thượng khi quân vậy là mấy tám là hai cái mã giờ còn hai công mấy chết chứ còn mấy công di xích tên cái mã luôn. Dạ. Nó công di xích nó còn mã tính nó mã hai công mấy di xích. Dạ. Coi như là chết mà chưa hết tội rồi, không có mấy tòng mấy cái thị này coi như là miệt thị vua chúa. Dạ. Là coi như là miệt thị vua chúa là tòng hai thị để giống như là để miệt thị này kia nọ ha. Hai dạ. Cái mẫu có còn hai công di xích đâu anh? Dạ. Dạ. Giờ mình đi vào trong anh ha. Dạ. Thì kính thưa quý chú anh chị, thì ở đây anh Thành cũng chia sẻ lại cho trường và quý cô chú anh chị biết được đó, đây là có hai cụm mấy cụm dây xích trong cái ngôi mộ này luôn, có chừng miễn chai nha, miễn quá trời luôn nè. Đây là hai ngôi mộ cổ đây quý chú anh chị. Là cụm dây xích là quấn ngôi mộ luôn, chết luôn hết cũng còn tội. Dạ. Bên kia cũng vậy đó, có cũng cụm dây xích đàng hoàng nè, thấy không? Dạ. Là cái lằn này là lằn của cái dây xích nó, chết mà vẫn chưa hết tội là còn xích xiềng. Đến còn, tội mà mấy cái thị này để làm miệt thị vua chúa là coi như là nó cái bệnh nó còn con cái xích nào đó là hồi xưa là quấn hết cái mộ luôn hay sao? Không quấn nè, thì đây quấn tới bệnh luôn. Dạ. Nếu mà đập cái mấy cái này ra vẫn còn cộng dây xích. Không, đây nè, cái ông xích tượng trưng thôi chứ. Ý là cái cộng dây xích là nó đắp lên thêm nữa. Đắp lên thêm. Dạ. Cũng như cái mộ xong rồi vẫn có cộng dây xích chưa hết tội á. Dạ. Bên kia cũng vậy mà được. Cái này là chữ hồi xưa chữ bên tàu ấy không, bây giờ mình không đọc được. Có không? Thầy nho vô đây nhưng mà không có dịch được, nó mất tích hết rồi, nó có chữ này còn nét chữ kia hết nét rồi, hình như là ai cúng bánh này anh chụp. Thì ở đây cũng có nhiều người đến viếng, tại vì nghe nói là hai cái ngôi mộ này cũng rất là linh thiêng. Thì cái thời điểm mà cái hai ngôi mộ này á mà tới giờ luôn con cháu người ta còn ở không, giờ không còn ai trong vậy. Ví dụ tết thì dân địa phương thì ai muốn ấy thì xịt thuốc hoặc là dọn dẹp thì thôi chứ không có còn con cháu gì tả hết. Cái ấp với lại cái chỗ mình đang ở là ngày xưa là do ông Tan Bà Tan khai quan lập địa là làm lên ấp xã mình đúng không? Đúng rồi, ông Tan Bà Tan là coi như là ông hồi đó là coi như đại điền chủ ở đây. Dạ. Rồi mấy giặc xiêm gì đó quánh ông vua gì đó mới chạy ngang mà
phải cởi áo và gửi cho ông đại điện chủ đây mới giả dạng thường dân mới chạy thoát, chứ còn nếu mà bưng áo mão khăn đây mà chạy thì bên kia nó giết chịu mà. Là tới chừng mấy chục năm sau ông phục quốc lại được là ông mới về đây là coi như là cái con của ông Tàu Tăng hay là ông Tàu Tăng gì đó mà tôi nghe thì cũng không biết gần lắm, nhưng mà là nói là chừng nào có Lê Gia thì vua Chí Long mới phục quốc được. Là sau này ông về là ấy là mới tắm là chết rồi mới xiền rồi mới cũng theo rồi. Theo như lịch sử viết lại á thì bên về ông Tan bà Tan á là gia đình là bị vua Chu Di Tam Tộc, Di Tam Tộc. Lúc nãy mà trên đoạn đường đi em chở anh á để mà ra đây mà em hỏi đặng mà anh kể thêm về câu chuyện đây á, lúc đi anh nói ngày xưa ở đây á rất là nhiều ma. Có tụi em thấy đằng này cống đằng kia rồi đi thấy cá nó quần mà xuống nước không có nhiều nhưng mà xuống là ấy lên là không có cá. Trời ơi ghê vậy. Mà xưa ở đây dữ lắm hồi đó đây có ma đuốc nữa. Ồ, ma đuốc nữa hả? Ma đuốc á, mà nó phật lên cục lửa cầm tay rồi nó bay đó. Bà già với đứa em đi thấy chứ tôi không thấy. Là tại ngay khu nghĩa địa đây luôn hả? Ừ, đúng rồi. Dạ. Ma đuốc chứ là mỗi lần đi ai đi lại là cái ngọn lâu lâu mới có người kêu mà nặng cũng dưới nhẹ dưới mới thấy, chứ không phải ai cũng thấy hết. Dạ. Là cái ngọn lửa phật tự phật lên luôn. Phật lên nó bay. Nó bay dưới theo mình hay gì? Không, nó bay có người thì sợ nó ấy, còn có người ấy là té xỉu gì đó. Trời ơi thấy ghê vậy anh. Mấy cái thị này thường thường thì có ai mà vào đây để hái không? Có, hồi xưa là trước là học sinh á, nó hái rồi nó bỏ vô tập rồi học thuộc bài này kia, bây giờ nó cũng bít rồi. Dạ. Chứ cái thị bà đó tới mùa nào nó có trái rồi. Nó có trái rồi đó, nhưng mà một tháng hai tháng nó mới chín. Cây thị đây là rất là lâu năm rồi đó. Nó có mùa nghỉ rồi, nghỉ hè nó mà. Cái này mà bây giờ thì không có còn con cháu nữa rồi, rốt cuộc cái bỏ hoang luôn. Thành ra bây giờ là cái ngôi mộ không còn để mà sạch sẽ nữa. Bà con ta tả mộ ra khu vực này rồi ta vô ta dọn dẹp phụ vậy đó. Dạ. Chỉ là ai mà nhớ tới công ngày xưa mà ông Tan bà Tan khai quang lập địa để làm lên cái địa phương ở đây thì người ta tới để ta viếng người ta cúng thôi ha. Đây thì khi ông thấy cái ông chạy về xách súng hồi đó du kích thì nó có súng. Dạ. Rồi là xách ra bắn mà thấy là ông xách súng là mất tiêu rồi. Là cái hồn ma đó đó hả? Ừ. Ghê. Thường thường là ở đây là ta thấy ma gì nhiều nhất anh ha? Thì cũng thường thường thì ma cũng này kia nó như nó quậy phá gì đè này kia mà tổ nô cá, nhưng mà bây giờ lên mình lấy là không có thôi chứ không. Dạ. Có. Giống như kiểu là cá nó quậy ổ. Ừ. Là mình lại tới chỗ đó thì nó hết, mà mình quay lưng đi cái là nó làm tiếp. Ừ, làm bùm bùm bùm, bùm. Ừ, vậy ha. Đúng rồi. Nó quậy ổ vậy. Dạ phải nói là tại nơi đây có rất nhiều câu chuyện ly kỳ quý vị, thì hiện tại quý đang thấy một người anh như là đem đột như là muốn tới viếng mộ hay là sao quý vị. Em chào anh. Bây giờ là đi em tới Tháp Nhang hả? Dạ. Mình vô trong này nè. Đây có một anh trai tới như là ủa anh tới đây lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn là nghe tin gì mà anh tới đây? Nghĩa là sau khi mà mình xem cái nhiều YouTube á. Dạ. Rồi cái mình hướng mộ đi cái ông này ngày xưa là cũng như là có cái tình làng nghĩa xóm này nọ rồi thương mọi người vậy đó. Dạ. Như là có tấm lòng tốt quá. Tấm lòng tốt á. Cái dạ. Mình nói là nếu có dịp con đi ngang làm công tác hay đâu gì đó thì có duyên mà dẫn đường con vô được á thì con thắp cái nhang. Thì hôm nay gần tới đây tự nhiên mình mới thấy là đây là ấp Hòa Trí, mình nó nhớ lời mình nhớ trực lại ha. Khu vực này của ông Tan, bây giờ mình nó hỏi người ta vô. Dạ. Vì vậy cho nên hôm nay thì là anh ở đâu tới đây? Mình ở Hậu Giang. Bên Hậu Giang luôn quý cô chú anh chị, bên Hậu Giang mà giống như là coi được những cái clip á thì biết lịch sử của như vậy đó quý cô chú anh chị, thì biết tấm lòng tốt của ông Tan bà Tan á, cho nên là đi ngang qua cái ghế mà thắp nhang. Bên đây là mộ của bà nè, còn bên đây mộ ông. Dạ. Thắp mộ ông trước ha. Dạ, dạ, bây giờ em cứ chọn ra cái bánh nhỏ rồi cho ông bà với mà với thầy nhận bà. Là anh coi tin tức anh biết lâu chưa? Cũng mấy năm rồi. Nói là thôi ngưỡng mộ ông bà quá, nhưng mà không biết là có dịp gì có cái cơ hội nào mà cơ duyên mà đưa con đến á, đến chỗ á thì con sẽ thắp cây nhang, rồi mình không có giấy gì hết á, thành ra mình cũng mua mấy bánh đơn sơ gì đó gửi với tiền bạc để cúng cái tấm lòng cũng như là mình cúng ông bà, như mình tấm lòng tốt của ông bà lúc trước á anh ha. Trời, từ dưới Hậu Giang đó của chú anh chị cũng như là anh đi công việc đây sẵn rồi anh thấy cái ấp này quen rồi anh hỏi anh đi vô luôn hả? Dạ đúng rồi. Thử là cái ngẫu nhiên em là tới đây rồi cái nhớ trực lại á. Nói chung là có cái duyên đó. Nhưng mà trước kia thì có nói là nếu có dịp mà có duyên đưa đẩy á con đi đến chỗ á
thì con sẽ là thắp cây nhang cho ông bà. Thì hôm nay thì sẵn vừa vô đây gì đó thì nhờ hỏi cô bác đó là chỉ đường hay đã tới thì cũng mua nhang rồi cái tiền bạc cho bên trong này miễn nhiều lắm nha anh, con đi dặm nha. Nãy em đi vào thì thấy bên trong cũng quá trời miễn chai luôn. Vậy là lúc đi vô khỏi đường khó không anh? Rất là khó. Đi vòng 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 người ta mới chỉ vô đây. Mà lại lên bản đồ sạch đó thì không ra cái giống như này. Mà vô khu địa mạng này mới lên được. Dạ. Còn lúc đầu ở ngoài quốc lộ 1A thì chỉ là không có vô được. Là mình tìm không có, sau này vô bên trong này mới có hiển thị. Trời, nhưng là một sự tấm lòng tốt của ông ta mà ta của cô chú anh chị thì cũng bà con cô chú anh chị cũng xem được trên màn hình đó, truyền hình đó. Xong cũng ghé tới. Hồi nãy em tới thì cũng có được những phần bánh như là cúng. Như em nghĩ cũng là cũng như là cô chú mà cũng biết đến vậy đang ha. Cũng là mới chứ cũng có người mới cúng á. Đó hả? Thì cũng có anh trai ở từ Hậu Giang lên. Anh tên gì anh? Tên Trúc anh. Anh tên Trúc ha, anh Trúc Hậu Giang ha. Từ đó dưới đó anh đây cũng xa chứ bộ. Mà anh sẵn đi công việc rồi ghé luôn hả? Dạ. Anh nghe được câu chuyện của ông bà ông ta mình ta đây, anh cảm thấy như thế nào anh? Nói chung là sau khi mình xem cái lịch sử á thì mình rất là ngưỡng mộ những cái người mà trước kia ông tiền bối đi trước á, người ta là biết tình làng nghĩa xóm, rồi biết thương kẻ xa cơ như như là nhà vua Nguyễn Ánh mình á, hay là người xa cơ người ta giúp đỡ, rồi không biết duyên cớ làm sao mà xiềng xích như vậy thì mình cảm thấy mình tội quá. Dạ. Mình rất là thương. Thành ra hôm nay là thắp cái nhang cầu mong cho ông bà được siêu thoát, chỉ tấm lòng vậy thôi. Dạ. Là cái thời điểm đó là tới bây giờ là 300 mấy năm ha. Đúng rồi. Thì lúc đó là thế kỷ thứ 17. Mình mong là vậy đó. Sợ là khi mà xiềng xích mà lỡ sự thật là vậy á. Dạ. Thì tội cho ông bà quá. Mình phải cũng vì mà giúp người thôi anh ha. Đúng rồi đó. Mình nói thì, có rất là nhiều giai thoại mà mình không biết cái giai thoại nào giai mình thoại không biết là nào là đúng nữa. Dạ. Nhưng mà sự đúng là giả sử là không là thật á thì mình mừng cho ông bà. Dạ. Rồi mình cũng tôn vinh được cái người của mình á, người dân tộc của mình là biết thương mọi người vậy đó, mình thích vậy đó. Tôi biết giúp đỡ những người khi gặp khó khăn rồi, khó khăn anh ha. Ngày xưa ông Nguyễn Ánh thì cũng nhờ giúp đỡ rồi ông mới tìm đường mới dựng nước thì mình cảm kích đó, mà lại bị xiềng xích thì nghe mình thấy nó quan sao á. Hôm nay là tới đây là thắp nhang là mình cũng mong là vậy thôi chứ không gì hết trơn á. Em thì cũng nghe thông tin như vậy á, em cũng đến tìm hiểu câu chuyện. Nói chung bên trong này tụi em cũng đi là khám phá tâm linh và khám phá những câu chuyện huyền bí, những câu chuyện độc lạ đồ anh. Thì hôm nay sẵn mấy em tới đây cũng ghé ngang qua tình cờ thì cũng quay hình cũng như gặp anh đây luôn, cũng như là cái duyên mới gặp được đúng là duyên anh đó. Ở đây luôn á. Hồi trước mình có nói là ngay ông tan bà tan còn rất cảm kích ông với bà ha, nhưng mà gọi là không biết là sự việc ra sao thì không biết, nhưng mà nếu giả sử mà có duyên mà dẫn đường cho con vô được á thì con thắp cái nhang, mình không có giá cúng gì hết, chỉ là thắp nhang hết rồi để mình cảm kích cái tình cái những nếu có đi ngang qua thì thắp cho ông bà nó nha, cũng như là đúng rồi đó, để mà tưởng nhớ tới ông bà. Đúng rồi. Từ Hậu Giang của chú anh chị cũng như đi công việc sẵn ghé vào để thắp cho ông ta mà tan như là phải nén nhang của chú anh chị, vì cũng xem được truyền hình nghe của câu chuyện của ông bà như vậy đó quý vị. Anh coi được trên truyền hình thì mộ của ông bà cũng lâu rồi ha, nay muốn trực tiếp mà tới nó anh ha. Đúng rồi anh, cũng lâu lắm rồi đó anh em. Anh chấm chậu cây được không ạ? Bên đây hả? Ừ, chậu cây này cũng... Ừ, anh chấm xiên 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 qua nó cháy cây. Ừ, vậy đó. Hôm nay tới được là rất là vui luôn á. Nè, tới đây như là những lời mình hứa xong hôm nay tới, cảm giác mình thấy cũng vui vui trong bộ lòng anh ha. Đúng rồi. Cũng như là giống một lời hứa vậy đó, mà nói là có việc con đi ngang thế rồi con sẽ đốt ngay cho ông, mà hôm nay mình phải đi đến đốt rồi được, để sau này mất lời hứa đâu. Thì đây là cây thị mà hàng ngày cô chú mình thường gặp trên những YouTube hay là những báo chí nè, rất là to luôn quý cô chú anh chị.
Nãy em tới em rất ngỡ ngàng khi hai cái thị quá to luôn. Nó phải nói hai cái thị này là cũng theo thời mà ông bà nằm xuống là cũng mấy trăm năm rồi đó. Cái lịch sử cũng rất là lâu luôn. Cái quẹt đó em mới đốt. Chắc là bỏ ngay chỗ đó. Nuôi vô Phật. Ngay thổ công thổ địa thổ thần. Hôm nay con có cái dịp duyên đến đây để thắp nhang cho ông bà ông Tăng bà Tăng. Thì ở địa phương gọi là ông Tôn á. Thì con xin phép thổ địa thổ công thổ thần ở đây cho con vô đây thắp nhang cúng kiến cho ông bà. Rồi mong cho ông bà được siêu thoát hành trình. Cảm ơn ông. Thì cũng vì anh thấy về cái sự việc cũng như là những tin tức mà đăng tải lên của chú anh chị thì cũng nghe như vậy thì cũng rất là thương xót cho ông Đăng Bà Tăng cũng như là vì cứu có ông nếu mà thật sự câu chuyện mà như vậy có thật thì cũng là nhờ công rất là lớn từ ông Đăng Bà Tăng của chú anh chị. Nếu có nghiệp duyên gì đó đưa con đến ở đây con thắp nhang cho ông bà thì hôm nay cũng nhờ là nghiệp duyên đưa đẩy con đến ở đây thắp nhang con cũng cảm kích những tinh thần những tình thương của ông ấy dành cho bà con xóm giềng rồi biết tương trợ kẻ yếu nhưng sự việc là sao thì chúng con không biết hậu bối tụi con nay có nghiệp duyên gì con thắp nhang cho ông cầu mong cho ông bà được siêu thoát hơn như tụi bạn con mời ông về đây ăn uống rồi nước hay là những tiền Nhật Bản đó là đồng thành chút nhỏ thôi nhưng mà đó là tình cảm và những lời hứa con đã hứa hôm nay có dịp gì con rất là mừng chứ rằng đường xá con còn đi xa con đi về công tác thành phố á nhưng mà con cũng đến giờ đây để con thắp cây nhang cho ông bà rồi có cái gì không phải xin ông bà cũng bỏ qua cho con nha. Lúc trước mà anh biết tới thì lúc đó là còn sách trong ngành. Lúc trước mà anh biết tới mộ của ông bà ông Tăng Bà Tăng này lúc đó thì anh thời đó nó còn dây xích để mà ở trên mộ ông ta hay là hết rồi? Trước khi anh xem YouTube á thì cũng y vậy thôi, cũng giống vậy đó chứ. Cũng hình hài của ngôi mộ cũng vẫn như cũ luôn ha. Đúng rồi. Không biết nó cái nó là như vậy nè. Như mình mới mình nghĩ vào á thì mình nghĩ là một cái cọng dây xích bằng sắt ha, xích lên cái mộ. Nhưng mà thực chất á là sau khi là hai ông bà mất rồi làm cái mộ này lên thì chú Nguyễn Ánh á mới cho quân lính lại đắp thêm những cái lằn đó đó. Là những cái chi tiết đó là gọi là xích rồi, là kiểu đó bằng đó hả? Là cái đó là những cái chi tiết đắp thêm đó là gọi là bằng dây xích đó. Chứ không phải là cái cọng dây xích mà bằng sắt như là mình nghĩ. Con cũng hứa là đi nghe thắp nhang cho ông bà hôm nay cũng đến đây. Thắp nhang cho ông bà có chút lòng thành thì mời ông bà uống nước và uống nước rồi ăn bánh và ăn ít với tụi mình bà đó là tấm lòng của con cháu người ta. Con là Nguyễn Thanh Trúc ấp đăng ký thường trú ấp Phong Phú thị trấn Hải Dương vùng huyện Hậu Giang. Con cũng là cán bộ và công tác ở địa phương và con cũng đang đi lên trên Sài Gòn để công tác thì, con có hứa là có nghiệp duyên gì đưa đẩy con đến đây sẽ thắp nhang cho ông bà và vậy xin ông bà chứng kiến. Chứ lợi hơn nữa là con có được thầy á chỉ cho con cái mấy cái chữ bùa để khi mà mình làm giấy cho những anh vong linh nào á mà bị trắng liễm á thì con xin phép con giấy để hy vọng ông bà được siêu thoát làm trở lại. Cảm ơn ông Đức Phật. Hôm nay con đến đây là đất là quả trí sẽ có những sự tích về ông ta mà đang thì hôm nay con xin mời phép đến đây xin thắp nhang để con xin tâm vị thánh tổ hãy mở phong ấn nếu sự việc là như vậy xin mở phong ấn để cho ông bà được siêu thoát hơn trường lạc. Còn nếu giả sử lịch sử là sai mà không đúng thì con cũng cũng xin cảm ơn ông bà đã ông tổ đã theo để hỗ trợ
con một lần nữa con xin cầu cho bà được hai sự rất là nhiều cực lạc. Con phải xin con được không tổ con không phải là thầy bùa, con được một người thầy chỉ cho con và chữ phép để mình mở phong ấn cho những ai mà bị quan á. Thì nếu là sự ông đã bị quan thì con hy vọng rằng tâm duyên tổ sẽ bồi đổ cho ông được siêu thoát thân thì còn là năm mươi gì đâu Phật. Cái mây đèn kéo tới mưa luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con đến đây con đã mãn nguyện rồi và đồng thời con xin làm cái miếng phép nhỏ nhỏ để mở phong ấn cho ông bà, nếu thật sự ngày xưa ông bà bị quan hoặc là bị tội gì đó thì cũng xin mở phong ấn, tại đây đã quá lâu rồi, xóa đi những cái gì mà sai trái cho ông bà tao được siêu thoát làm trường lạc. Con thì là cán bộ nhưng mà được một ông thầy chỉ với con mấy chữ chứ con không phải là thầy bùa, sau lần đó xin lỗi. Chị ơi, con chỉ dùng cái công sức nhỏ mọn mà để giúp cho ông bà có sao được hay không thì con xin chân thành cảm ơn đã đưa đẩy con đến đây và xin mua gì đọc Phật. Nếu như mà sau này con làm ăn mà phát đạt nha, ngon lành á, thì có thể con sẽ quay về đây trùng tu lại cái ngôi mộ của ông bà, mà nếu mà con khổ thì không bó tay. Em chào anh nha. Phải nói là anh vừa như là thắp nhang cúng kiến xong rồi mưa mây đen luôn á, và nó không có biết là phải sự linh thiêng không có đăng à. Đồng thời anh không biết làm sao nữa, đó là cái nghiệp duyên thôi anh, đó anh xem hôm nãy anh vừa thắp nhang cũng như là cúng kiến mà lời xin mà những lời cho anh mời quả chứ lời anh nói để mà cũng như là muốn để mà giải phong ấn cho ông bà đó. Trời, mình mai đen kéo tới luôn quý cô chú anh chị. Đuôi mà nhiễu hột luôn á. Mưa luôn. Mình nói là lúc đó là em cũng nổi óc hết luôn á. Không, thật sự là có vậy, nhưng mà theo anh đó thì anh nghĩ á, ông có thể với bà có thể là sẽ bị tờ trắng hiểm. Trắng hiểm mà cái đó còn phải có một cái thêm chữ bùa nào đó. Dạ. Trắng hiểm. Phải có một cái gì đó nơi đây đúng để rồi. Mà chôn giấu này đó đúng không anh? Đúng rồi đó. Nhưng mà anh cũng có ông thầy ông cũng hay. Ông tên là ông Lý Kỳ Khôi này, ông chết rồi. Ông là thầy bùa độ ban rất giỏi, ông có dạy mấy chữ cũng như là mình dạy cho anh những cái để mà ông như là để mà anh cũng như là để mà giải thoát cho những người mà nếu mà bị oan, đúng không anh? Dạ. Nên mà anh vừa nói xong là trời nó đổ mưa luôn á, và nó là một sự rất linh thiêng. Nếu mà theo em nghĩ của chú anh chị, anh vừa cũng như là cúng kiến cũng như là thắp nhang cũng như là anh cũng biết về một chút phong ấn để mà giải đó, thì anh vừa làm xong thì mưa gió kéo tới luôn của chú anh chị. Nó là một câu chuyện rất linh thiêng luôn quý vị. Khi mà anh vừa cúng kiến và xin phép cũng như là để mà anh có biết chút về giải bên phong ấn của chú anh chị, thì vừa nói xong thì trời cũng như là mưa, giống như là nhận được một lời đồng ý của ông bà với cô chú anh chị, hay là cũng cầu mong như mà những lời anh nói, anh có cũng là biết những chút ít trên đó, thì cũng cầu mong nếu mà ông bà bị on á, bị phong ấn vậy á, thì ông bà được giải phong ấn cũng như là được siêu thoát. Người dân nơi này cũng rất là tôn quý, tôn thờ ông bà ta quý cô chú anh chị, thì cũng hàng năm hay là giữa năm cũng tới là dọn cây cối ở trong mộ ông bà nội quý cô chú anh chị. Ông bà ơi, nếu có dịp duyên ông bà dẫn con đến thắp nhang. Đây là mộ của ông, là bước vào là mình nằm bên tay trái, còn mộ của bà bên tay phải. Anh có nghe cái sự tích mà ngôi mộ của bà đã bị đào không anh? Anh có nghe. Thì bên hông này là nơi mà nơi mà giống như là nghe cái sự việc giống như là nghĩ là nơi mộ của ông bà sẽ có vàng bạc đó.
rồi người ta sẽ ông đào cũng như là trộm cắp mộ đào mộ vậy anh. Cái câu chuyện đó anh cũng có nghe đúng không? Từ Hậu Giang đi công tác, giờ anh đi lên thành phố luôn hả? Đúng rồi, đi thành phố. Rồi, nghĩa là thế này nè, anh chuẩn bị là 2 chai nước, 3 chai nước. Ông một chai và một chai. Còn chai thì giống như mình khác nước mình uống. Đâu biết mấy em ở đây đâu. Dạ. Là nghiệp duyên thôi. Cái duyên tới anh em mình gặp nhau hôm nay bữa nay luôn ha. Thì cũng nghe câu chuyện của ông bà dạy của chú anh chị, thì anh cũng động lòng mà thương xót á, câu chuyện đó đang ha. Thì hôm nay đi là có đi ngang qua thì anh cũng như là ghé mua ít bánh nước cũng như là tiền bạc của chú anh chị để mà muốn đốt mà cũng gửi tới cho ông bà để tận hưởng với chú anh chị. Hy vọng sau này mình làm ăn ngon lành, khá giả gì đó, ngon lành giàu sang dư giả gì đó. Dạ. Mình quyết định qua lại vô mình trùng tu lại cho nó đẹp đẹp một xíu. Mình xem xét chính quyền địa phương á. Dạ. Mình trùng tu lại cái ngôi mộ này cho nó đẹp, nhưng mà nói vậy chứ cuộc đời ai biết ra sao. Nếu mà được vậy thì làm vậy, còn không được vậy thì thôi. Như cái việc nghiệp duyên mình tới đây thì được đốt ngang cho là mừng rồi. Và cũng hy vọng là xin được mở phong ấn để cho ông bà được siêu thoát, nếu là sự là lịch sử như vậy. Còn nếu giả sử mà ngoài cái chuyện đó thì cũng mong là ông bà được siêu thoát thôi, mình được lạc. Dạ. Chú anh có thầy buồn đâu. Người ta thương, người ta chỉ với mình mấy chữ. Dạ. Để mình xin mở phong ấn cho những người bị quan hay là bị, dạ, không bị lưu đày kiểu như âm hồn gì mà, chứ không có thầy bùa gì hết á. Thì mình cũng biết sơ qua những cái việc đó để mình đi tới nào, những nơi nào mà những người như có câu chuyện không may hay là bị yểm bùa vậy anh ha. Đúng rồi đó. Rồi xong mình cũng biết vậy, mình cứ giải được thì cùng mong cũng giải được cho họ đúng được rồi, siêu thoát. Chứ còn nếu người ta giấu thì người ta là thầy là bà kiến, dạ, tâm rồi, mình kiến là kiến rồi, mong vậy thôi. Thì thôi thì anh đến đây cũng là vui rồi, cũng biết được cái chỗ của ông bà như anh mừng lắm. Vậy là như là trong lòng trước giờ mà nếu mà chưa đến không là nó khó chịu ha, cứ là muốn là phải sao cho đến, dạ, mà anh đã nhiều lần đi ngang mà anh lên địa chỉ không lạc là bị lạc á. Dạ. Thì anh nói vậy là mình không có duyên rồi, sao lần này tự nhiên cái tới tránh tránh cái lại cái nhớ chụp lại ha, khiến cho anh lại quay trở vô cái đường này đi Trung Lương, quay trở vô hồi tới cái ấp này mới nhớ chụp lại. Trời ơi, hồi đó mình có giá gì nay giờ ghé vô chợ rồi cũng hỏi được vô luôn. Cái duyên nào đó, tình cờ cái cơ duyên là đang ha, đang ha. Vậy thì mình tự nhiên mình lời hứa mình trong bụng lâu nay rồi, nay mới được tới nơi mình rất là cảm giác thấy cái nhẹ nhẹ lòng đúng không? Nhẹ lòng nữa mà mình thấy nó thoải mái nữa, mừng nữa. Không biết là kiếp trước thì mình có là gia đình gì của ổng hay không nữa mà không tự nhiên nó giống như mình biết câu chuyện vậy, mình thấy mình mình muốn lại gặp lại chủ nhân thân phận vậy đó, mình tưởng tượng vậy đó. Anh lại suy nghĩ đấy, không lẽ mình trước kia là gia đình của ổng hay là dòng tộc gì của ổng, mình anh Hoàng Nguyễn vậy, mình thấy bà con gì bên vợ gì của ổng không. Mình nghe câu chuyện là tự nhiên mình động mà mình để tâm tới liền đúng không anh? Đúng rồi cũng có thể là như vậy, tại vì cách đây đã mấy trăm năm rồi thì những người xưa cũng chắc cũng đã đầu thai hết rồi. Đúng rồi không, cái cơ duyên này cũng quý cũng rất là tin nha Đăng. Bởi vì là không, như anh nói, tự nhiên anh xem được clip anh để bụng tới công việc này luôn, mà anh rất là khó chịu khi mà chưa biết tới rồi mà chưa tới nơi Đăng, thì hôm nay tới cũng như là anh cũng có biết một cái cách để mà giải con mắng, thì đang nghe câu chuyện rất là hay đúng không? Rồi mưa luôn á, mưa luôn rồi, vừa xong hết cái ông trời đổ mưa luôn, mưa luôn quý cô chú anh chị ơi. Chắc anh nghĩ là giải được á. Đúng anh, em cũng nghĩ vậy đó. Em nghĩ thiệt đang câu chuyện rất là tâm linh luôn á Đăng. Tại vì trước kia giờ không có ai mà đúng là giải hết trơn á. Bây giờ nay anh vừa giải xong là mưa xuống luôn không quý cô chú anh chị. Không, quý tin nó đang tin không? Tin chứ. Không thiệt, em rất là tin câu chuyện này luôn quý cô chú anh chị. Trời ơi, phải nói là lúc nãy em với Đăng tới trời nắng lắm quý cô chú anh chị, khi mà anh bước vào bên đây anh vừa thắp nhang cúng kiến như là cầu xin để mà giải á. À quý nhìn không, có một luồng sáng nè. À, trong điện thoại mình quay được có luồng sáng rồi ha. Điện thoại quý không có ta. Nè, điện thoại đó nè. Ừ. Mưa mà tại sao có một cái luồng sáng chiếu xuống nè. Quý rất là tin vào công việc này luôn á. Coi dặn nhang nè. Trời, phải nói là anh vừa tới để mà thắp nhang cũng như là cầu xin để mà giải phong ấn cho ông bà, khi mà nghe được
giống như là bị phong ấn của cô chú anh chị. Thì vừa xong thì quý cô chú cũng đã thấy nè ha, điện thoại thì em quay nãy giờ em không có cắt khúc nào luôn, mưa rõ ràng này quý cô chú anh chị. Thì nếu mà thật sự như vậy là em nghĩ ông bà sẽ là bị oan ức, mới động lòng như thế này quý cô chú anh chị. Vừa giải xong thì ông bà cho trời đổ mưa liền. Ở đâu mưa rất là lớn luôn hả Đăng em? Ở đâu mưa mà ở đây mưa ta? Bây giờ cũng mưa rồi. Mưa rồi quý cô chú anh chị. Mưa. Dạ ok anh. Dạ dạ, chúc anh thật nhiều may mắn sức khỏe nha. Rồi phải nói là câu chuyện quá tâm linh luôn quý cô chú anh chị. Như theo em nghĩ em đi rất là nhiều nơi để tìm hiểu những câu chuyện. Dạ anh để đây chút em đi. Dạ dạ rồi dùng vô. Rồi bye bye anh nha. Em thì đi nơi nó đi quay ghi hình rất là nhiều nơi, rất là những câu chuyện tâm linh của cô chú anh chị, mà hôm nay thật sự em tới đây á phải nói là chứng kiến một câu chuyện không phải là trùng hợp hay là sao em không có biết cô chú anh chị, nhưng mà theo tâm em nghĩ á đó là một câu chuyện đúng luôn với cô chú anh chị, thực tế luôn. Ngày hôm nay em có mặt ngày hôm nay tình cờ là cũng cơ duyên đi gặp được anh Trí là người anh từ Hậu Giang, cũng như là đến để mà thắp nhang cúng kiến cho ông tang bà tang, thì anh cũng biết một phần bên về giải phong ấn. Thì tình cờ anh vừa giải xong thì mưa kéo tới, mà nói em không ngờ luôn cô chú anh chị. Thì em nghĩ nếu ông bà bị oan ức á thì được anh giải xong á như là động lòng xúc động với cô chú anh chị, như là trời may cũng như là trứng luôn với cô chú anh chị. Nam Mô Di Đà Phật. Thì con cũng cầu mong cho ông bà được siêu thoát về với cõi Phật. Và nói là rất là trùng hợp đúng không cô chú anh chị. Người anh đó là em không có biết gì luôn. Em chỉ hôm nay là em với Đăng với anh Trường tới để mà tìm hiểu câu chuyện, để mà ghi hình. Vì nghe một câu chuyện rất là ly kỳ và ý nghĩa của chú anh chị, hôm nay em tới để ghi hình. Mà tình cờ không ngờ là gặp được người anh đó. Và câu chuyện hồi nãy giờ thì quý cô chú cũng đã xem trực tiếp trên video thì cô chú cũng thấy rồi. Giống như là trời đất đã chứng minh quý cô chú anh chị. Thì hồi nãy thì vào bên trong cảm giác thì em không thấy cái gì hết. Nhưng mà bây giờ lúc mà anh vừa thắp nhang như là cầu xin cúng kiến xong á, trời đổ mưa thì tới bây giờ thì óc em nó nổi hết luôn quý cô chú anh chị. Nổi da gà hết lúc nãy tới giờ luôn á. Giờ kiểu là phong ấn khi mà đã mất rồi vẫn còn phong ấn để cho không được siêu thoát luôn quý vị. Và nói là một câu chuyện nếu mà sự thật là ông bà bị oan thì nghe câu chuyện rất là buồn đúng không chú anh chị. Thì ngôi mộ của ông bà được dân làng địa phương người ta được gọi là ngôi mộ voi, bởi vì rất là to của chú anh chị. Hiện tại thì mưa rất là lớn luôn của chú anh chị. Em đang đứng ở bên trong cổ mộ cũng như là được cây thị rất là to để mà che chắn mưa này quý cô chú anh chị. Thì hai cây thị này sự tích cũng rất là rùng rợn của cô chú anh chị, cũng rất là linh thiêng. Trong đó là địa dân chia sẻ những học sinh mà học thường hái những trái thị này bỏ vào cặp học sẽ giỏi nè. Mà trong cái đó lúc trước em cũng có nghe là cây thị mà những trẻ em mà leo lên chơi á ăn trái thị á về là bị đau, còn ăn cái thị có khi về là gặp sự cố nữa của chú anh chị. Và nói rất là nhiều câu chuyện huyền bí ở trong cổ mộ của ông tang bà tang, cũng như là trên cây thị này quý vị. Cây thị này cũng được trồng khá lâu rồi, từ lúc mà mộ của ông bà được lập lên thì đã có hai cây thị luôn. Và nó là hàng trăm năm nữa của chú anh chị. Phải nói là đứng tới bây giờ em vẫn còn ngõ ốc này quý cô chú anh chị. Thì không biết quý cô chú anh chị có tin hay là không. Đối với em rất là tin luôn quý cô chú anh chị. Vừa thắp nhang mở phong ấn cho ông bà thì trời đổ mưa. Trời ơi, em nói là không phải là trùng hợp đâu. Thế em nghĩ là sự thật là vậy đúng quý cô chú anh chị. Trời thì vẫn còn nắng này quý vị. Trời vẫn còn nắng luôn. Trời thì còn nắng, điện thoại em ướt nước nó đo luôn rồi. Trời thì vẫn còn nắng luôn quý vị.
em muốn phóng to cho cô chú mình xem trời nắng, nhưng mà điện thoại nó bị đứng hình luôn rồi, nó không bấm được nữa luôn á. Đây quý vị, đây là cây thị, mưa quá trời luôn quý cô chú, thấy không? Em thì cũng được nhờ cây thị nó che nên mưa cũng không có ướt mấy. Em sẽ dắt cô chú mình đi tham quan xung quanh của cổ mộ ông Tam bà Tam. Đây này quý vị, thì hồi nãy em vào thì cũng có sẵn hai bịch bánh cũng như là dân địa phương người ta cúng cho ông bà. Thì vào bên trong này cũng rất là nhiều miễn chai quý vị, như là ly rồi chén, xong rồi bóng đèn tivi rồi quý vị, to rồi cô chú thấy không, quá nhiều luôn. Vào tới này mà cô chú nào có đến mà thắp nhang cho ông bà thì cô chú hãy để ý nha, ở dưới đất thì rất là nhiều miễn chai luôn, cho nên sợ là sẽ bị dặm đó. Thì bên này quý vị, quý cô chú anh chị bước vào bên trong cổng mộ thì bên tay trái là mộ của ông, bên tay phải là mộ của bà. Thì lúc trước cũng ngôi mộ của bà đã có được bị xâm nhập quý vị, bị đào ở bên hông kia. Hiện tại thì mưa em chưa có ra được, tí nữa em sẽ dắt cô chú mình đi ra bên hông cái phần mà bị trộm mộ như quý cô chú anh chị. Mưa khá lớn luôn quý vị. Bây giờ thì em chạy tới gốc cây thì em đứng ha, em nấp mưa xíu rồi tí nữa hết mưa em sẽ dắt cô chú mình đi ra cái nơi mà mộ của bà đã bị đào quý vị. Đây là cảnh bên ngoài nhìn vô thì cô chú thấy nha, và nó là cây thị rất là to, bao phủ hết ngôi mộ của ông luôn quý vị, bao trùm hết luôn. Nó hai cây thị cũng tượng trưng, người ta được nói là một cây thị ông, một cây thị bà, cũng giống như là cây bên trong này là gọi cây thị bà, còn cây thị lớn bên ngoài là cây thị ông. Nó nằm tương tự giống như mà mộ của ông Tam bà Tam luôn quý cô chú anh chị. Thì đây nè, bên phải màn hình đó là cây thị ông, bên trái là cây thị bà, thì cũng như đưa hướng vào bên trong luôn, cũng cùng chiều này luôn. Bên trái là mộ của ông, bên phải là mộ của ông, bên trái là mộ của bà. Một cái thị rất là to của cô chú anh chị. Thì nhìn mình nhìn vào á, cái thị giống như là một lòng bàn tay của một người hiểu của cô chú anh chị, giống như là một cái lòng bàn tay vậy quý vị. Được chỉ lên có một cái có nhau năm nhánh quý vị, được chỉ lên giống như là một bàn tay. Thì trời hiện tại mưa vẫn chưa hết luôn quý cô chú anh chị. Thì rất là tình cờ hay là có duyên số gì quý cô chú anh chị, em tới tình cờ em đi gặp một người anh ở từ Hậu Giang lên đi công tác, xong cũng nghe sự tích của ông bà vậy đó quý cô chú anh chị. Thì cũng rất là đồng cảm, cũng rất là thương xót cho ông bà vì câu chuyện như vậy quý vị, cho nên tới cũng như là ghé thắp nhang cho ông bà, cũng biết đâu đó về một phần giải phong ấn của được một người sư như là chỉ dạy để mà giải cho những người mà bị không may, những người đã bị phong ấn mà oan ức quý cô chú anh chị. Thì vừa xong thì mưa kéo tới rất là nhiều luôn, nói em rất là tin lắm cô chú anh chị, bởi vì thật chắc là em không quen biết người anh đó luôn. Tình cờ tối em ghi hình để mà em tìm hiểu câu chuyện gửi đến tới quý cô chú anh chị, thì gặp được anh luôn quý cô chú anh chị. Một câu chuyện rất là huyền bí của chú anh chị ơi. Thì bây giờ trời còn vẫn có mưa, em nghĩ sẽ không hết được đâu. Thì em đi qua bên hông mộ của bà, nơi mà bị đào lên mà để đào mộ để mà cướp á, của chú anh chị. Thì nghe người ta nói là những kẻ trộm cứ nghĩ là mộ ông bà sẽ có châu báu ở dưới đó quý vị, cho nên trỗi lòng tham mà đào của quý vị. Thì Nam Mô Di Đà Phật. Thì ông bà con xin phép cùng vào bên trong. Lúc trời mưa này thì rất linh thiêng của chú anh chị, cho nên em phải xin phép con ghi hình. Thì như cái thị này của chú thấy không, quá trời cái thị luôn, to lắm quý vị, bao phủ hết cái ngôi mộ của ông luôn. Những cái nhánh chỉ đụng tới mộ của bà thôi, còn cái mộ của ông thì bao trùm hết luôn quý vị.
đây này quý vị, đây là bên hông. Nay em có đem theo cái dù quý vị, cho nên em mới che được. Đây cô chú nhìn những cây nhà này quý vị, cháy hết luôn, mặc dù trời mưa nhưng vẫn đang cháy bình thường. Em nghĩ là một sự hiển linh của ông bà khi được mà được giải thoát đó quý vị. Khi trời mưa em nghĩ bên này cũng có rắn rít đó. Đây này quý vị, đó cái khu vực mà bị bể quý cô chú có thấy không, là nơi đó đã bị đào để mà cướp mổ quý vị. Nhưng là nghe là ông bà có châu báu đó, đào xuống cũng mới được xây và chám lại quý cô chú anh chị. Thì xung quanh cũng có rất là nhiều ngôi mộ, những ngôi mộ mới xây quý vị. Thì em cũng nghe được là người dân chia sẻ thì vừa rồi có nhiều tai nạn đã bị mất, những người chết oan ức được chôn cất trong gần khu vực mộ của ông ta bà ta này quý vị. Một người chết xong, một người chết vì tai nạn. Em nghe đâu đó là mới đây thôi, mới vài ngày đây thôi, cũng được chôn cất trong gần khu mộ của ông ta bà ta này quý vị. Trời thì mưa rất lớn luôn, hiện tại vẫn còn mưa, cô chú anh chị có thấy không? Trời thì vẫn đang nắng nha, nhưng mà mưa. Đó cô chú, trời vẫn nắng, xanh nắng luôn á, nhưng mà mưa nãy giờ luôn. Từ khi lúc mà anh thắp nhang và đốt tiền bạc cũng như là xin giải phong ấn cho ông bà thì mưa tới giờ luôn cô chú anh chị. Trong lúc một câu chuyện em rất là tin luôn cô chú, nếu mà cô chú có mặt ở tại đây thì em nghĩ cô chú cũng rất là tin vào điều này. Đây là xung quanh bên ngoài mà khi mà bước vào thì gặp này quý vị. Thì em nghe cũng như là biết thông tin cổ mộ của ông bà cũng hơn 300 năm rồi quý vị. Hơn 300 năm. Bây giờ quý đi vô trong chưa? Vô rồi, quý mới đi tới nơi chỗ mà chọn mộ của anh Đăng biết không? Ừ. Chỗ mà đào mộ á. Đăng có thấy linh thiêng không Đăng? Linh thiêng luôn á. Thì Đăng cảm giác như thế nào mà anh đó vừa sinh xong vừa sinh là để mà giải phong ấn cho ông bà đó. Lúc mà anh mà cầm cái bó nhang mà cầm cái cây nhang mà làm chứng làm phép á. Làm phép á. Thì lúc đó là người Đăng rợn rợn nổi như gà hết rồi. Nãy quý là dựng hết luôn chứ nói gì nữa. Vừa làm xong là bắt đầu cái cơn mưa nó rào xuống, mây đen kéo tới. Chỉ có khu vực ở trên cổ mộ là đen thôi, đúng không Đăng? Bên đây không? Rất là hay luôn quý vị. Trời xanh nắng luôn, nhưng mà mưa chỉ có trong khu vực nơi chỗ này thôi. Nói câu chuyện phải nói là tin, quý tin 95% luôn đó. Bởi vì mình không biết có trùng hợp hay là không, nhưng người anh đó đang có thấy trùng hợp không? Tình cờ mình hôm nay mình tới, đúng rồi, thì gặp có duyên cơ may được gặp người anh đó. Mà anh nói anh đi rất là nhiều lần nhưng mà anh tìm không có tới. Thì giống như là có duyên với anh em mình luôn á, cái duyên rất là lớn luôn á. Đi rất là nhiều lần nhưng mà không gặp được, hôm nay thì tình cờ tới nơi là có mình luôn. Anh nói là cũng có duyên đi tới địa phương này anh mới nhớ trực lại. Thì xong anh đi vào luôn. Là tình cờ gặp mình luôn á Đăng. Nãy giờ quý có đi ra xa ngôi mộ chưa? Chưa đi, bây giờ đi luôn Đăng ha. Đi mình quay hết cảnh xung quanh cho quý cô chú mình được thấy hết luôn. Như một cái tờ báo mà Đăng đã từng đọc á, có một cái tấm hình là chụp ở phía sau ngôi mộ, là bên không biết là bên mộ ông hay là bên mộ bà, và có một cái hình mà Đăng nhìn nó ra là giống như là một cái hình mặt người vậy á. Đúng rồi đúng rồi, lúc quý cũng có thấy, thì nhìn trên báo, nhìn trên hình đó rất là rõ luôn, hình như là ở phía sau, lúc quý thấy là ở phía sau người ta chụp tới á. Ở phía sau chụp tới, nhưng mà giờ cây có rất là nhiều luôn, rất là xum xê luôn quý cô chú anh chị. Đi bên hông, bên hông này. Thì một cái bức hình đó nó giống như là hiển thị, giống như là một cái khuôn mặt Đăng ha. Ừ. Giống như là một khuôn mặt luôn. Như quý đó, cũng nghĩ là cái mộ bà, vì cái không gian ảnh nó rất là rộng, nghĩ là mộ bà ở bên kia chụp vào, đúng không? Giờ mình qua coi mộ ông thử đi. Đây là mộ ông này quý cô chú anh chị. Giờ đi ra phía sau xem thử cái bức hình đó, bức mà giống như một khuôn mặt kia quý vị.
đúng rồi, đúng rồi Đăng, ở phía sau sau mũ ông đây nè, cái miệng này, cái lúc mà nhìn bức hình giống nè, Đăng nhìn đúng không? Ừ. Này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, lúc quý cũng có nhìn 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 thấy nhìn cũng có. Trời rất ẩm ướt luôn. Đúng rồi, đúng rồi, là này nè. Cái phần nứt này nè là cái miệng cười á. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, ở trên cũng còn hai cái phần này, bên đây là một chấm nè, còn bên đây một chấm là hai con mắt. Ừ. Ấy da. Ấy da, sao đi mình ủ ra vậy ta? Này quý cô chú nhìn không? À, giống như đó, quý cô chú thấy không? Mắt vẫn có, miệng vẫn có luôn. Nè, ở đây nhìn rõ hơn nè. Không, quý thấy không? Ờ, à, đúng rồi. Rõ ràng luôn đó. Rõ luôn quý cô chú anh chị. Thì coi rắn nó đang. Rồi, mình đi vào bên trong. À, đứng trong bụi này quý cô chú anh chị. Thì nay em mới đang đứng toàn rùm cây thôi. Đó, đây là, bây giờ là lúc trước em cũng có coi là bức hình ở trên những tin tức báo đăng, thì đúng là xác thật là lúc đó quý cũng nhìn là sơ sơ thôi, thấy cũng tựa giống như là một khuôn mặt. Thì hôm nay đăng nhắc quý mới nhớ, thì mình đi ra sau thì nhìn đúng luôn đăng ha. Ừ, chính xác là một khuôn mặt luôn á. Đây là mộ bà, không biết mộ bà ở phía sau có vậy không. Kiểu mà anh cắm nhang rất là khác nha đăng. Ừ. Đây quý cô chú, đây là nhang mà người anh hồi nãy tới mà thắp quý vị. Cái này mình nhìn 1 2 3 4 5 6 7 8. Quý nhìn ra hình gì không? 9. Nó giống như một cái hình là hình bát quái á. Đù tiếng gì kêu đang nghe không mà. Không, không nghe. Tiếng gì? Sao quý nghe ta? Thù nó hết óc luôn. Nãy giờ đang bị ù một tay bên đây nè. Không biết. À, đang nhìn mà cái bó nhang à, cắm ở trên gốc cây đằng sau nó cháy hết luôn, không trừ lại cây nào luôn. Ừ. Trong đó trời mưa rất lớn nha. Mà bên mộ bà đang thấy đặc biệt là có hai chậu bông mà nở hoa rất là đẹp luôn. Bên mộ ông thì cũng có. Thì quý nghĩ chắc cây này như mà người anh trong làng chia sẻ thì mộ ông bà thì cũng như là hết người thân rồi. Ừ. À, quý nghĩ chắc là những ông bà cô chú, những người mà địa phương này nè, thì cũng lâu lâu tới mà dọn dẹp, cũng như là đem những chậu bông chậu hoa tới trước mộ của ông bà để trưng cho nó đẹp hơn đang ha. Tivi đồ bỏ của chú gì không biết, ai bỏ ở đây chỗ này, chỗ linh thiêng mà ghét. Ừ. Nhiều quá vì là ít, nó là mộ lúc xưa rất là to luôn đang ha. Bây giờ mình đi qua mộ bà coi thử coi. Thì quý không biết là sao. Đó, đang nghe. Đang nghe. Không. Tiếng mới hú hú hú. Cái khoảng cách từ mộ ông tới mộ bà cũng xa đang ha. Đó. Đang nghe không? Quý của chú nghe rõ không ta? Sao đang không nghe ta? Đó. Ghê vậy? Cái tiếng gì vậy ta? Nổi ốc quá trời rồi. Đó, quý cô chú anh chị có nghe không? Đang không nghe đang. Không nghe. Cái tiếng giống như là thích sáo, là cái tiếng gì trong lùm cây đi ra. Ốm vậy. Bên đây đang thấy cái cọng dây xích nó bự hơn cọng dây xích bên mộ ông. Ừ, bên mộ bà hả? Ừ, bên mộ bà nè. Cọng dây xích nó bự hơn. Quý cô chú có nhìn thấy rõ không? Xung quanh thì trời còn rất là nắng luôn quý vị. Trời thì xanh luôn. Nhưng mà đặc biệt chỉ có nơi chỗ khu vực mộ ông với ông Tang bà Tang thì mưa thôi quý vị. Thì này quý nghĩ chắc cũng lâu rồi cũng chưa có người tới mà dọn chặt cây đang ha. Coi đang thích nha đang. Trời đang mưa quý chú chị, đang thì ướt hết người luôn rồi. Em thì ước hết luôn, nãy chạy nhanh thật nhanh ra ngồi xe lấy cái dù để mà che, cũng như là đi ghi hình cho khỏi bị ướt điện thoại quý vị. Hồi nãy cô chú lúc đầu tiên có xem ha, thì điện thoại bị ướt nước nó đô luôn. Đăng thì đang đi qua phía sau. Sao Đăng?
À, gia súc ở bên mộ bà thì to hơn một ông nhiều luôn ha. Cái đó là gia súc hả ta? Cái này là gia súc nè. Ờ, những cái đường nét nhỏ vẫn là xích mà nhưng mà loại nhỏ đó ha. Không, cái này á có nghĩa là khi mà con cháu người ta xây dựng của ông bà xây dựng á là xây dựng cái theo là cái kiến trúc là lá sen úp ngược. Những cái đường chỉ này nè là những cái gân lá sen á. Ủa như là có khói bốc lên kìa. Kìa. Thấy không? Thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Thấy không? Có khói bốc lên đó. Trời ơi, khói đâu với một lần đó. Hay là ông bà tận hưởng nha, ngồi dưới bay lên đâu. Nè nè, đó, bay lên đó. Đây nè, ở đây nhìn rõ hơn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Không biết là trong camera có quay lại được hay không. Đang có thể nói tiếp cho quý cô chú mình hiểu hơn. Thì cho nên là những cái này á, là những cái đường gân lá sen. Rồi cái này á, là được xây bằng hợp chất là ô dước với lại vôi, là một hợp chất mà người xưa là gọi là hợp chất huyền thoại á. Đến bây giờ đến vài trăm năm, kể cả hàng ngàn năm luôn, nó vẫn tồn tại như thế này. Nó chỉ nứt như thế này thôi, nhưng mà mình lấy những cái dụng cụ đồ bình đục á là nó không bể đâu, chắc là chắc. Rồi sau đó thì vua Nguyễn Phúc Bánh á mới cho là người là đắp thêm những cái dây xích này lên. Mình cứ nghĩ là mình xích bằng dây xích và bằng sắt thôi. Là quý cô chú chắc cũng chẳng hạn cũng nghe thì cũng cô chú cũng nghĩ là bằng sắt thôi. Đúng rồi. Thì tới nơi thì mới biết xích thì bằng cũng như là xây để mà tạo dáng một cái cọng xích đó đang ha. Tạo dáng một cái cọng xích đắp lên cái mộ này luôn. Và cái này đúng rồi. Làm được bằng hợp chất là ô dước luôn á. Mộ của bà thì cọng xích khá là to luôn quý cô chú anh chị. Xề một bàn tay luôn á. Một gang tay luôn á quý vị. Thì phía sau của bà có cái khuôn mặt giống như bên mộ ông đang. Đây này quý vị, đây là nơi mà người ta chọn mộ này đang. Đào lên á thì cũng được xây cất rồi, nhưng mà hiện tại thì nó cũng bị nứt rồi. Nè quý thấy cái xi măng của mình á là qua thời gian á là nó bị vỡ liền, thấy không? Đây này quý vị, ở bên trong có gì không đang? Không, có đá không à? Thì xi măng hồi xưa rất là chắc chắn đang ha, thậm chí mà lâu năm thì nó cũng như là nó dọp mẻ vài chỗ thôi. Trời, xi măng mình là mới xây sửa đây nè, nhưng mà vẫn bị bể rồi. Hơi nước hả, hay là khói? Trời, nó ơi, khói trời luôn kìa. Quý cô chú chị không biết là trong màn hình có thấy rõ không nha, nhưng mà trong màn hình quý thấy này đang. Theo như mình giải thích một cái hiện tượng vật lý á, là tại vì trời nắng á, là đá nó nóng, khi mà nước mưa xuống á thì nó sẽ bốc hơi nước lên tạo thành khói. Nhưng mà ở đây là chắc là đang nghĩ là sẽ có tâm linh đó. Quá trời luôn. Hết nguyên bà. Khu mộ của bà là bốc khói luôn quý cô chú anh chị. Ghê thiệt. Thì khi mà đặt chân bước tới đây á thì quý cũng nhìn những hai ngôi mộ cổ á, nhìn cũng rất là rùng rợn. Nhưng mà đặc biệt nhất á là cái lúc mà anh vừa thắp nhang để mà cúng kiến, mà xin cầu để mà giải phong ấn á, thì lúc đó thì mưa gió kéo tới. Trời, phải nói là lúc đó là nói thiệt là đang sợ luôn á. Ủi thì quý nọ hết ốc luôn. Thì cũng là cái duyên của chú anh chị, vừa thắp xong thì anh đi luôn. Thì mưa tới bây giờ này quý vị, hiện tại thì bây giờ cũng bớt mưa rồi. Anh Trường đâu ta, để chỉ cho anh Trường. Đây thì bây giờ em sẽ qua bên khu mộ của ông cho quý cô chú mình xem những chi tiết của ngôi mộ. Thì cũng như là em với Đăng đã nói là bên xích bên của mộ ông quý vị thì nó nhỏ hơn bên bà. Đây nè quý vị, đây là những xây tạo dáng như một cọng xích dằn ở trên mộ của ông. Thì bên ông thì cọng xích cũng như là bằng một nửa bên bà thôi Đăng. Còn một nửa hả? Nửa thôi ha. Còn bên bà rất là to luôn. Mà nhìn những vật liệu xây lúc trước tới bây giờ nhìn vẫn còn chắc chắn luôn rồi Đăng. Giống như là thời nay là bằng đá hô cương luôn á, đang nhìn không? Nó bóng luôn á. Giống như là khói đá để mà hoàn thành một ngôi mộ rồi Đăng. Nhưng mà nó là một cái vật liệu chứ không phải là một khói đá nguyên chất. Và nói ngôi mộ này như được biết là hơn 300 năm Đăng ha. Hơn 300 năm rồi. Tại vì nó cái sự việc xảy ra thế kỷ thứ 17. Quá lâu rồi. Bây giờ là gì vậy? Tiếng gì kêu ghê vậy? Thì một câu chuyện rất là tâm linh.
theo em nghĩ, khi mà bước tới ngôi mộ của ông Tam bà Tam thì cô chú không biết cô chú là nhận xét như thế nào, nhưng mà đối với em, đối với quý thì khá là tin vào câu chuyện tâm linh của cô chú anh chị, hay là một cái trùng hợp nào đó rất là trùng hợp. Em không có nghĩ rằng là trùng hợp đến như vậy với cô chú anh chị. Thì thầy nói là theo em là nghiêng về bên tâm linh, linh thiêng rất là nhiều hơn mà bên cái việc mà trùng hợp. Dạ thì hôm nay á thì cũng có cơ duyên, nhưng mà em tới em khám phá cũng như tìm hiểu câu chuyện để em ghi hình câu chuyện của một ông Tam bà Tam, thì để cho quý cô chú mình theo dõi. Thì video chắc em cũng xin kết thúc tại đây nha quý cô chú anh chị. Theo em là nghĩ về hướng tâm linh là câu chuyện này tâm linh rất là nhiều luôn, không biết cô chú nghĩ như thế nào, thì cô chú cứ comment để bên dưới để cho em biết nha quý vị, để em xem ý kiến của quý cô chú mình ra sao. Dạ thì em cảm ơn cô chú rất là nhiều, bỏ chút ít thời gian để theo dõi video. Em kính chúc quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Thì cô chú xem nhắn đăng ký cũng như là like và chia sẻ giúp em nha quý vị. Em hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại. Thì cô chú xem thì cũng cầu mong cô chú mình bỏ ra chút ít thời gian để mình cầu nguyện được cho ông bà được sống được siêu thoát nha quý vị. Và em xin chào và hẹn gặp lại cô chú và anh chị mình ở những video tiếp theo. Dạ thì bên hông của mộ ông Tam bà Tam á, thì tình cờ hồi nãy em thấy một cái bóng quý cô chú anh chị nó thoáng qua này nè. Tình cờ xong em nhìn vô bên trong thì nó phát hiện một cái miếu bên trong, không biết là miếu gì luôn quý cô chú anh chị. Hiện tại thì anh Trường với Đăng đang ở trong đó. Thì cô chú cùng em vào thử nha, coi cái miếu gì bên trong đó. Trời, phía sau thì cũng có rất nhiều mộ của chú anh chị, quá trời mộ luôn quý vị. Hướng nào cũng có mộ hết quý vị. Thì giờ để thử mình tới miếu thử đó. Đó là miếu gì nha cô chú anh chị. Thì hiện tại đi những nơi mà như thế này nè quý vị, cũng không có dám tò mò nhiều lắm, bởi vì là trời vừa mưa nữa quý vị. Sự linh thiêng rất là nhiều trong những nơi mà miếu hay là chùa chiền hay là những nơi mộ gì rất là linh thiêng. Coi gãy ống anh Trường. Anh qua không được. Ghê lắm hả? Ừ. Để em qua nha. Ừ, qua đi. Ông bác dẫn hết rồi. Gì? Anh Trường cắm vui. Sao vậy? Bị gì? Sao vậy Đăng? Đang vào bên trong quý vị, không biết đang nói gì mà ốc ác nổi hết gì biết. Ồ, xem này rất là âm u luôn quý cô chú anh chị. Ừ đúng á, đang vừa nổi từ chân tới tay luôn nè quý vị. Thì không biết như thế nào đúng quý vị, cái miếu gì như này. Dạ thì Nam Mô Di Đà Phật. Thì con đi làm nơi đây, con xin phép con tới cũng như là con ghi hình để con tìm hiểu địa phương nơi mình. Thì có gì sai sót thì mong ông bà cô chú ông bà phúc bà phúc mặt bổ qua. Trường sợ quá chạy trước hả? Thì bên trong quý vị hình như là cũng như là nơi nó thổ địa nơi này đúng không Đăng ha? Là, hình như là vậy. Chắc là thổ địa đất đai quá. Đưa quý cầm điện thoại cho Đăng cho Đăng cầm thì quý thấp nhang quý vô xin phép. Mình không có mang nhang theo. Có nhang mình chị. Đâu đâu. Dạ thì Nam Mô Di Đà Phật, con tới lãnh địa của mình mà con xin phép thắp ba cái nhang ạ. Thì tụi con đi làm, đi ngang đây tìm hiểu những câu chuyện. Thì tụi ngang qua thì con thấy miếng mình thì con xin phép thắp ba cái nhang. Con mong bà cho tụi con làm việc như là ghi lên. Chỉ có trong đây có một cây đèn dầu và những hũ muối gạo. Đây nắm mùi gì được không? Con cũng có xin ông bà phù hộ cho tụi con, cũng như con sai sót mong bà bỏ qua. Ở trên chị quý nhìn trên kìa, như một ổ mối hay gì đó để bật đèn này. Như là lâu rồi cái này như ổ mối đúng nè. Ổ mối thôi bên trong mình miếu mình cũng không ghi hình nhiều, không nên đâu, mình ra thôi. Xung quanh thì đang thấy cái lúng cái giữa lại vô luôn. Đang nhìn xung quanh này rất là nhiều cây cối luôn, không có gì luôn. Đang thấy không?
có chơi vơi một cái miếu này luôn á. Có đường vào bên trong nhưng mà bị rào rồi, không biết là bên đó gì vậy. Thôi đi ra đây. Thì quý tới nơi này thấy cũng như là cũng có việc tâm linh đó. Khi mà bước vào đi qua khỏi cái cây này quý vị thì ốc ác nổi hết luôn. Thì cũng đi mà tìm hiểu khám phá thì cũng tới nơi cũng như là xin phép ông bà quý vị. Đường thì có đi quý vị, phải dịnh như thế này nè. Xong rồi bước chân lên cái cây, đi lên ống gãy ở đăng đi. Anh Trường thì không dám vào, còn đứng đó hù ma tụi em nữa quý vị. Trường có ngày chứ hù không. Sợ rồi còn hù nữa. Thì giờ cô chú cùng em mình tới mình khám phá, mình xem ngôi mộ của ông ta mà ta nha quý vị.